này trước nay vốn đã lặng lẽ, bởi những thành viên trong nhà thường đi nơi khác tìm cuộc mưu sinh. Nay càng vắng đi tiếng cười vì thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng lại phải đối mặt với những cơn đau do bệnh tật gây ra. Bé Nguyễn Thị Kim Tuyền năm nay 11 tuổi. Thời điểm này, nếu như các bạn đồng trang lứa đang vui vẻ với những phần thưởng cho thành tích học tập cả năm, rồi rộng rã bước vào hè, thì thế giới của bé Kim Tuyền đã bị thu hẹp trong gian phòng nhỏ. Hầu như cả ngày, bé chỉ nói chuyện với món đồ chơi mình yêu thích. Phải mất một khoảng thời gian, bé mới chịu nói chuyện với người lạ. Từng là học sinh chăm ngoan, nhưng bây giờ khi hỏi bé về thầy cô, bè bạn, bé lại khi nhớ khi quên. Ký ức về trường lớp của bé đã vụn vỡ chỉ sau 2 tháng phát hiện bệnh, phải trải qua nhiều đợt điều trị, lấy máu và vô thuốc. Khi mà con vô thuốc đó, thì con bị những cái gì, con cảm thấy thế nào? Thấy mệt, chứ là nhức tay đau nữa. Đau nhiều không? Đau nhiều. Đau chân nữa, bụng cấp cũng nhiều lắm. Mỗi lần đi như vậy là mấy ngày? Không biết, con chỉ an toàn nha mẹ, con chưa con vô nằm mai à. Lúc mà con bệnh rồi mình nghỉ học đó, là lúc đó là con học lớp mấy? Con qua này, con không vậy, nhớ. Vậy rồi con có nhớ gì ở trường không? Kể cô nghe đi. Con nhớ thầy, nhớ cô với mấy bạn. Dạ. Con ước được đi học với mấy bạn và gặp cô với anh mấy bạn. Là một trong những hộ khó khăn của xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, từ ngày con mình phát bệnh, cuộc sống của anh Nguyễn Văn Đăng càng vất vả hơn. Dài ống trúm đặt lương, dài cái bẫy chuột, anh đi tìm những dấu hiệu nhận biết sẽ có lương hay chuột theo kinh nghiệm của mình để đặt bẫy. Mỗi lần anh đi như vậy, anh lo lắm khi bé Tuyền ở nhà một mình. Anh không dám đi xa, thế nên có hôm anh cũng không bẫy được con nào để bán. Anh cũng biết rằng công việc này không thể đủ sống, nhưng đây là công việc anh có thể làm để mong có tiền lo bữa ăn hàng ngày cho đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình. Vì bản thân anh cũng mang nhiều chứng bệnh thoái hóa cột sống lưng, thoái hóa đốt sống cổ, sàn thận, anh không thể làm việc nặng được. Đây cũng là lý do anh phải ở nhà chăm sóc con gái để vợ đi làm công nhân kiếm tiền lo cho con. Trong đợt tái khám cho bé Tuyền gần nhất, chi phí đã hơn 4 triệu đồng, gần hết một tháng lương công nhân xa nhà. Em cũng có vô nhà thì thăm bé Tuyền á, thì dạ. Tình trạng bệnh của bé là lúc đầu sao anh có thể là thể... Hồi lúc đầu thì nó nổi chừng 5-7 mụn nhỏ kiểu nổi một mụn nhỏ trên trán khoảng chừng... Nói chung cỡ 10 mục trở lại. Rồi cái 2-3 ngày sau bắt đầu nó sưng lên. Rồi vậy đó, đi qua bệnh viện Kiến Tường rồi khám, rồi ta chuyển lên tuyến trên, rồi đi lên tuyến trên tránh rồi khám, rồi bắt nhập viện luôn. Thì đi thử máu rồi sưng lên, cái mặt nó nám thấy ghê lắm. Sưng tới đâu là nó lột da, nó thấy ghê, đen thui rồi mà nám cháy kiểu mà cái dạng mình cháy đen vậy đó. Rồi lột da thì bên bệnh viện Da Liễu đó trị hết cái mặt, rồi mới chuyển qua bên Nhi Đồng. Qua bên đó thì đưa đi xét nghiệm tùm lum hết á, đi huyết học rồi Chợ Rẫy rồi kia đủ thứ hết, mà chẩn đoán thì đã không được chứng bệnh, không có biết là nó nằm vào cái nhóm bệnh gì. Chỉ là sao lại đó thì hỏi bác sĩ, nói là chỉ chứng bệnh đó là nó chứng bệnh lạ thôi, chứ không xác định là cái bệnh nằm trong cái nhóm gì hết á. Bác sĩ vô thôi lấy tinh thiết thận, rồi nó nhảy qua gan, rồi nhảy qua khớp, rồi nhảy qua thần kinh, rồi nhảy qua lao nữa. Trong có vòng có 10-11 ngày mà nó sẽ nhảy ra 5 chứng bệnh. Bây giờ chỉ bác sĩ điều trị là chứng bệnh nào mà chủ yếu nhất á, như thận, gan đồ kia thì trị cái đó trước. Bây giờ chỉ có về trong đi mần thuê mần mướn đó, kiếm tiền đừng tới canh tới tháng đừng đi trị cho con vậy thôi.
ở nhà nói, nhiều khi là ngồi đó chỉ dòm con để mà khóc thôi chứ giờ cũng biết sao. Thì một thì không tiền không bạc, rồi nói chung cũng anh em đồng kia người ta cũng tài trợ, các ban ngành đoàn thể đồng kia người ta cũng hỗ trợ cho được chút đỉnh rồi đi trị bệnh đó. Tới nay thì cũng đã hết rồi mà giờ cũng còn thiếu nợ người ta bên ngoài mà mượn tiền người ta đi hồi lúc mà đầu tiên đó. Rồi tối nhiều khi ăn uống đồ này kia thì cha con nằm mà giờ mình thấy con thì giờ con mình nó nhỏ mà nó mang chứng bệnh nó thấy nó ngặt nghèo quá rồi. Nói chung nó cũng khổ trong tâm. Nhà vắng phụ nữ nên căn bếp cũng lạnh lẽo hơn. Anh đang chủ yếu lo cho bé Tuyền, còn mình thì ăn gì cũng được. Bản thân anh mắc nhiều bệnh như thế, nhưng anh cũng chỉ xin thuốc từ thiện hoặc những người ở gần biết về gia cảnh của anh rồi đem thuốc đến cho. Bây giờ anh chỉ biết dành thời gian và tâm sức cho con gái nhỏ đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Mà theo anh chia sẻ, bệnh của bé có những chuyển biến xấu khác rất nhanh, anh không thể lường trước được. Hộ của anh Nguyễn Văn Đan á, là cái hộ hồi xưa giờ là cái hộ là nghèo lâu năm của ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây. Thì là vợ chồng là quanh năm đi mần mướn để nuôi con. Nhà thì không có ruộng, không có ruộng đất gì hết. Thì đã là cái hộ là khó khăn về kinh tế ở địa phương rồi. Mà từ khi mà con của anh mà phát bệnh đến nay, cháu Tiền phát bệnh đến nay thì gia cảnh anh còn càng khó khăn hơn. Thì hiện nay là anh là phải bỏ công ăn việc làm, là phải ở nhà để chăm sóc cháu Tiền, nuôi cháu Tiền. Hiện nay vợ của anh Đan là đang làm thuê ở Bến Lức. Hàng tháng là phải gửi tiền về để là thuốc thang cho cháu Tiền. Thì nói chung hoàn cảnh của anh Đan là hiện nay là có một cái là rất là bi đát về kinh tế. Gia đình của bé Tiền thuộc diện khó khăn của xã. Gia đình không có đất sản xuất. Chi phí điều trị cho bé Tiền thì vượt quá khả năng của gia đình. Kinh phí của xã thì cũng còn hạn hẹp nên hỗ trợ cho gia đình của bé Tiền cũng phần nào. Nhân qua chương trình tôi cũng xin vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để hỗ trợ phần nào kinh phí giúp cho gia đình điều trị cho bé Tiền khỏi bệnh. Nhà chỉ có hai cha con nên anh luôn làm nhanh việc nhà để có nhiều thời gian chăm sóc con gái. Anh biết rõ tâm tính con mình thay đổi như thế nào từ ngày phát bệnh. Theo dõi kỹ những chỗ bị sưng, đau nhức hoặc những vết rách trên da để san sẻ cùng con. Từng lượt chải lên tóc cũng làm bé Tuyền cảm thấy đau. Nhưng bé đau một thì cha của em lại đau 10 khi nhìn thấy những sợi tóc mỏng manh của con mình rụng xuống ngày càng nhiều hơn. Anh không khỏi lo về kết quả bệnh của bé khi ngày tái khám đến gần hơn. Thưa quý khán giả, 11 tuổi, một lứa tuổi còn quá nhỏ để bé Kim Tuyền phải đối mặt với bệnh tật và những cơn đau hàng ngày hành hạ. Tuổi thơ của bé không còn được vui chơi, học hành như các bạn nếu tình trạng bệnh diễn biến xấu. Trong khi đó, gia đình lại đang dần cạn kiệt khả năng về mặt tiền bạc để chạy chữa cho bé. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý khán giả, những nhà hảo tâm để anh Đan có điều kiện tiếp tục điều trị cho con của mình cùng con vượt qua bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ cho bé Kim Tuyền, quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 4, đường tỉnh 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại 02723-822-529. Chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của quý vị. Quý khán giả thân mến, ba lần bị tai biến, bà Nguyễn Thị Nặng đã không còn tự đi lại được. Gần 60 tuổi, ông Võ Văn Bì hằng ngày phải lo cho vợ từ miếng ăn đến chuyện sinh hoạt cá nhân. Đồng thời, ông phải luôn lo lắng cho đứa con gái bị bệnh tâm thần. Đó là hoàn cảnh phát sóng trong chương trình kỳ trước. Hoàn cảnh của bà Nặng và ông Bì đã nhận được sự cảm thông chia sẻ từ những khán giả và các nhà hảo tâm sau.
Danh sách ủng hộ bà Nguyễn Thị Nặng, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, phát sóng ngày 22 tháng 5 2019. Tai biến, con gái bệnh tâm thần. Bé Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, kho thuốc tiếp liệu cám Ringfit 190.000 đồng, nhóm từ thiện chợ kinh nước mặn Long Hữu Đông 1.300.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hai cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử hai chùa Long An Thiên Phước 500.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng, thầy An Lộc và Phật tử chùa Kim Cang 100.000 đồng, Ni sư Tắc Đức chùa Tôn Dân 100.000 đồng, Ni sư An Huệ chùa Phật Huệ 50.000 đồng, năm bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng, gia đình chị Thẩm 100.000 đồng, Úc An Điện Máy Thu Ngân 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực Trần Thị Mỹ Trân 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn 500.000 đồng, Hoàng Tuấn Trình 250.000 đồng, Nguyễn Minh Triết 200.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 600.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, Chành Cường Quyên 100.000 đồng, Bia Thanh Sang 100.000 đồng, Anh Hùng Phân 100.000 đồng, Ga Thủy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị My So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Văn Vinh 50.000 đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc Thanh Sơn 500.000 đồng, Bà Quá Cố Trần Thị Chiên 100.000 đồng, Bà Trần Thị Nguyệt 100.000 đồng, Gia đình Hồng Nẫm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm 200.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, Phụ Tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng, Bà Năm Cô Thích, Cô Út Nhái, Cô Hồng, Bà Hai Ốc, Cô Thu 300.000 đồng, Hai Bé Quận 12 100.000 đồng, Bà Lê Thị Trầu 200.000 đồng, Hai Bé Chí Thiện Minh Khuê 100.000 đồng, Bà Tư Cô Ánh, Chú Thanh Anh Tùng 200.000 đồng, Anh Minh Chị Trúc, Bé Hương Bé Quỳnh 200.000 đồng, Tổ Phật Tử ấp Bình Điện 900.000 đồng, Mắt Kính Tân An 200.000 đồng, Chị Bích Hạnh 100.000 đồng, Quỳnh Văn Lập 200.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, Gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, Tiệm Vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, Bé Hoài Anh 200.000 đồng, Nguyễn Thị Quỳnh 200.000 đồng, Ông Cổ Kim Ngân 500.000 đồng, Bà Sáu Nhường 200.000 đồng, Chị Phượng 200.000 đồng, Thúy Dũng Duyên Tính 200.000 đồng, Kim Quê Úc Đức Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Văn Vinh 50.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý 100.000 đồng, Máy Nổ Phát Huy 500.000 đồng, Võ Nguyễn Quốc Thắng 50.000 đồng, Anh Đông Công ty Đại Dương 2 triệu đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, Nhóm Cô Chính Nguyện, Cậu Út Diệu Hạnh, Út Thúy Nam Chuyên, Tuấn Hồ Bắc Phúc, Phượng Tám Nết, Út Tịch Dũng Quang, Bé Ti, Cậu Nhi 450.000 đồng, Huệ Đức Mỹ Hoa 50.000 đồng, Ban Hộ Niệm Ba Sen, Gia đình An Thiện, Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Duyên Mỹ, Tâm Hạnh Thái 200.000 đồng, Gia đình Thiện Ân Tâm Hỷ 200.000 đồng, Ông Bà Nội Gia Bảo Gia Minh 200.000 đồng, Quang Phúc Thúy Hân 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt 200.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị 200.000 đồng, Nhà trọ Ngọc Nga và ông Quá Cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Tân Thạnh 20 kg gạo, Chú Tám Hé 100.000 đồng, Ông Bà Nội Ngọc Tài 100.000 đồng, Lê Công Tâm 100.000 đồng, Lê Thị Hồng Nhung 100.000 đồng, Bà Út Lưới Bén Tân Trụ 200.000 đồng, Gia đình Anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng, Gia đình Anh Công Đạt 200.000 đồng, Quỳnh Kim Ngân 100.000 đồng, Thiếm Chính Nhẫn 50.000 đồng, Võ Minh Đức, Võ Minh Tuệ 250.000 đồng, Chú Sáu Chánh 100.000 đồng, Anh Ba CCB 200.000 đồng, Lâm Dung 200.000 đồng, Trương Thị Mỹ 100.000 đồng, Cô Phạm Thị Luận 250.000 đồng, Trần Hùng Dũng 200.000 đồng, Quán Ăn Quỳnh Qua Tử 500.000 đồng, Ngọc Oanh 100.000 đồng, Tiệm Vàng Kim Tuyền 500.000 đồng, Nguyễn Văn Nam, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh, Bé Hiếu 400.000 đồng, Ba Hưng Tư Phương 100.000 đồng, Chị Lan Anh, Mỹ Linh, Chọn Nguyên Hằng, Anh Lai, Anh Phước, Bé Mơ, Anh Hùng, Chị Tư Hừng, Bé Thúy, Kim Ngân, Anh Minh, Chị Mai, Chị Hạnh, Thuận Võ, Chị Hằng 800.000 đồng, Tiệm Hữu Lợi Nguyễn Trường Quy 100.000 đồng, Yến Đầu Chai 100.000 đồng, Cúc Tàu Hổ 100.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Dì Mười Nên 2.900.000 đồng, Chú Thiếm Ba Lăng, Si Game, Bé Bon, Ngọc Huyền 400.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Trịnh Hữu Đức, Trịnh Ngọc Giao 200.000 đồng, Bùi Chí Thại, Lê Thị Bảy, Bùi Chí Hùng 150.000 đồng, Mái Che Đức Phương, Sửa Xe Quân, Sửa Xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, Hiệu Dài Dự Dự 500.000 đồng, Ông Bà Nội Quốc Thảo 100.000 đồng, Bà Nội Kim Yên 50.000 đồng, Gia đình Đoàn Thanh Cảnh 200.000 đồng.
Võ Tiến Thuận 100.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa 100.000 đồng, Lâm Anh chợ trạm Cần Đước 200.000 đồng, Trần Văn Tám nhà máy xay lúa Lạc Thành 200.000 đồng, gia đình cô Lụa cô Diệu 200.000 đồng, tập thể công nhân T2 S2 Jordan công ty Chinh Lu 500.000 đồng, chú Hai Cầu Dôi 100.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 450.000 đồng, Nguyễn Văn Lữ 100.000 đồng, Sư Minh Huệ 100.000 đồng, Lan Khải 200.000 đồng, Loan Thủy Sản 200.000 đồng, Như Nguyện 50.000 đồng, bà Hồ Thị Ba, cô Ngọc Hà, Ngọc Phi, Phương Liên và Duy Tân 500.000 đồng, bà Hồ Thị Mỹ Lệ 100.000 đồng, Dừa Gạo Tám Trang 250.000 đồng, ông Quá Cố Tám Nhu 50.000 đồng, gia đình Minh Tuần, Thúy Hải 200.000 đồng, bé Mận 100.000 đồng, gia đình Sáu Nhỏ 200.000 đồng, thùng từ thiện chợ Rạch Kiến 500.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu 100.000 đồng, Đặng Minh Sơn 300.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân 100.000 đồng, Mai Lệ Xuân 100.000 đồng, luật sư Phan Thành Công 1 triệu đồng, Thánh Thất Cao Đài Phước Lại 4 triệu đồng. Ban hành thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.200.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Võ Hữu Nghĩa, Võ Minh Trạng, Lê Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hiên, Thái Thị Tiếu, bốn bé Đông Bi Khôi Anh, Phước Đông Cần Đước 400.000 đồng, Võ Văn Tâm 300.000 đồng, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 1.500.000 đồng, gia đình Lý Minh 1 triệu đồng, tổng cộng 32.250.000 đồng và 20 kg gạo. Thưa quý vị, ngoài ra có một khán giả là em Nguyễn Ngọc Minh Châu đã thông qua xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ tặng số tiền 1 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Nặng và ông Võ Văn Bì. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An tuần qua đã tiếp nhận thêm sự ủng hộ giúp đỡ cho trường hợp ông Nguyễn Văn Đông ở thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, gồm dưỡng sinh bà Năm Mắm 200.000 đồng, cô Dân 100.000 đồng, cô Yến 50.000 đồng, gia đình họ Trương 650.000 đồng. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tuần này đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các khung giờ 19:45 tối thứ Tư, phát lại lúc 7:00 ngày thứ Năm và 14:35 ngày thứ Sáu. Mời quý vị quan tâm theo dõi.